Thưa quý vị và các bạn, dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngày 10 tháng 12 vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam BVN đã hoàn thành kế hoạch khai thác dầu thô năm 2018 với sản lượng đạt 11,3 triệu tấn, sớm hơn kế hoạch chính phủ giao, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước. Không chỉ hoàn thành kế hoạch khai thác dầu thô trong nước, đến chiều ngày hôm qua, Tập đoàn BVN còn hoàn thành kế hoạch khai thác dầu thô cả trong và ngoài nước là hơn 13,2 triệu tấn về đích trước 21 ngày. Và đến chiều ngày hôm nay, PVN cũng đã hoàn thành kế hoạch khai thác khí với sản lượng là 9,6 tỷ m khối, về đích trước 15 ngày. Trong 11 tháng qua, PVN cũng đã khai thác được gần 21 triệu tấn dầu quy đổi, sản xuất gần 1,5 triệu tấn phân đạm, gần 19 tỷ kWh điện thương phẩm và 8,53 triệu tấn sản phẩm xăng dầu các loại.